Một sáng mùa xuân, bầu trời đầy én bay, một người từ hải ngoại quay về cố hương, mang theo nỗi khát khao về một nhịp cầu, mang theo nỗi ước mơ về. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, gia đình và fan Góc Nhìn Hoàng Duy Hùng, ngày 10 tháng 2 năm 2021. Thưa quý vị, ở Việt Nam, tôi chưa bao giờ đọc có tin tức nào mà có những người giết người, giết người hàng loạt hay là giết người hết đợt này sang đợt khác, tiếng Anh gọi là serial killer, giết người hết đợt này sang đợt khác. Ở bên Việt Nam thì tôi đọc tin tức chưa bao giờ thấy có cái cảnh đó. Nhưng bên Mỹ thì có rất nhiều, thưa quý vị. Có những người họ bị cái gì đó, tâm lý, rồi não trạng của họ. Tiếng Anh nó còn có một cái danh từ cho những người có cái bị bệnh đó nữa. Họ còn ngoài cái vấn đề mà psychiatric, tức là cái vấn đề mà tâm thần của họ đó, họ còn có cái bệnh nó gọi là schizophrenia. Cái bệnh đó đó là cái bệnh mà gọi là chứ là coi như có hai nhân cách mà nó lẫn lộn trong một cái con người, nhiều khi nó ba nhân cách, bốn nhân cách, năm nhân cách. Họ gọi đó là schizophrenia, thưa quý vị. Cái bệnh đó nó gần giống như là trong một con người đó nó có bốn năm người nhập ở trong đó, nên là rất là kinh khủng. Thì hôm nay tôi muốn xin kể câu chuyện của một cái người serial killer của nước Mỹ mới qua đời ngày 9 tháng 2 ở tại Cleveland, Mount Pleasant. Thưa quý vị, cái người đó tên là Anthony Sowell. Ông này năm nay ông 61 tuổi. Ông bị bắt vì ông đã giết ít nhất là 11 người phụ nữ. Ông đã bắt các phụ nữ đó làm nô lệ tình dục cho ông ấy. Xong rồi có những người là ông giết rồi ông chôn xung quanh nhà ông ấy. Kinh khủng thiệt, 11 người thôi quý vị. Có những người phụ nữ mà này nọ đó, xong rồi ông dụ về nhà, xong rồi giam dưới hầm, hãm hiếp, rồi bắt làm nô lệ tình dục, sau đó giết chết. Khiếp khủng lắm thưa quý vị, rợn rùng. Ở Mỹ có cái cảnh như vậy. Cho nên những chị phụ nữ bên Mỹ cũng phải cẩn thận khi mà có những người đàn ông đẹp trai họ dụ về nhà ăn uống, nó là date, tức là đi hẹn hò đó. Nhưng mà rồi hẹn hò xong là trở thành nạn nhân của con người đó. Ông ấy tên là ông Anthony Sowell. Khi mà cảnh sát tới, có một lần năm 2009 đó, thì cảnh sát tới nhà ông này ở tại Cleveland đó, trên đường Imperial đó. Thì họ lúc đầu là họ để điều tra có một cái người mất tích thôi. Tại vì tôi nói rằng là ông hay bắt cóc hay là hẹn hò mấy bà mà độc thân đó, thí dụ như là bị ly dị, chồng bỏ, thì ông mới hẹn hò. Ông hẹn hò xong rồi ông làm những cái việc tàn độc đó, nó như một con quỷ á. Thì cảnh sát lúc đầu tới là để điều tra một cái vụ gọi là mất tích ở nơi nhà ông ấy. Thì họ mới khám phá ra rằng là ông ấy, ở nơi nhà của ông ấy á, là có hai cái xác người phụ nữ chết ở trong nhà. Thế là bắt ổng xong á, là tại vì á, ở cái vùng đó là có rất là nhiều phụ nữ bị mất tích á, nên họ mới đào
chung quanh nhà ông thì họ khám phá ra như vậy là ít nhất thêm là 9 cái xác nữa. 9 cái xác đó là tên của những người phụ nữ đã được công bố là Tonya Carmichael, Nancy Copps, Tishana Covell, Crystal Dozier, Thalassia Fortson, Amelda Hunter, LaShonda Long, Michelle Mason, Kim Yvette Smith, Diana Turner and Janice Webb. Đó là những cái xác mà người ta tìm thấy được. Thế rồi ông ấy bị đưa ra tòa, 2 năm sau thì ông bị kết án. Kết án là ông bị, tức là 81 tội, nhất là giết người một cách tàn nhẫn như vậy nữa. Và nói rằng là ông giết người một cách, tiếng Anh nó gọi là aggravated murder, giết người cách hung bạo. Và những cái tội bắt cóc nữa. Nhưng mà nó cũng có những cái người phụ nữ khác mà họ thoát được cái vòng tay của ông, họ cũng nhận diện được ông. Có 3 người phụ nữ được đã thoát được cái vòng quay, cái lưỡi hái tử thần của ông. Nên họ cũng ra họ nhận diện. Thì thưa quý vị, đó là cái cảnh mà có những cái con người kinh hoàng như vậy ở nước Mỹ. Thế sau khi ông bị kết án á, thì ông bị kết án là kết án tử hình chứ không phải là kết án chung thân. Ông bị kết án tử hình thì ông mới kháng án. Ông kháng án lên tới đợi cái kết quả để mà tối cao pháp viện có tha cho ông hay không, tức là có tha cái án tử hình hay không. Những cái loại người như vậy thưa quý vị, chết đi cho đất nước nhờ. Thế ông vừa mới chết ngày hôm qua, không phải vì dịch Covid-19 mà vì những cái vấn đề mà ông có cái sức khỏe của ông á, nó liên quan đến cái gì về tim gan gì đó, ông qua đời. Thì gia đình của các nạn nhân, thí dụ như cái bà Donita Carmichael Carmichael đó, là bà này là con gái của cái bà mà bị dụ dỗ rồi giết chết thì chôn ở chung quanh đó, nhà đó. Thì cái cô này có nói là chứ I'm glad he's dead, tôi rất là mừng khi ông ấy chết, Chúa để cho như vậy, tôi không bao giờ mà quên tha thứ được cho ông ấy. Rồi gia đình của các nạn nhân khác họ cũng bày tỏ rằng là chứ thôi thì ông đã chết rồi quên đi, nhưng mà con người này là ác quỷ để trên trần gian này, chả tốt gì cho ai hết, mất thời giờ cho chính phủ phải giam giữ ông ấy, tốn rất là nhiều tiền bạc giam giữ cho những con quỷ hút giết người một cách rợn rùng như thế. Thưa quý vị, đây cũng là một cái cảnh báo cho những chị phụ nữ ở bên Mỹ này đó, là khi mà vừa mới thất tình, như là chồng bỏ hay là ly dị hay là bạn bỏ đó, mà thấy có những người đàn ông đẹp trai dụ dỗ, chớ có đi mà riêng lẻ về trong nhà của những người đó. Cũng có ngày gặp những cái trường hợp như là cái trường hợp cái ông mà giết người một cách hàng loạt như vậy. Thưa quý vị, khiếp khủng. Tôi không biết Việt Nam có cái cảnh này hay không, nhưng mà Mỹ thì có cái cảnh này rất là nhiều. Rất là nhiều chứ không phải là ít. Thưa quý vị, năm nào cũng nghe những cái vụ mà gọi là bắt cóc giết người, dễ sợ thiệt. Ở bên Mỹ thấy bình thường như vậy, nhưng mà đến khi mà đi sâu vô rồi mới thấy nước Mỹ này kinh rợn. Chân thành cảm ơn tất cả quý khán thính giả theo dõi với tôi, fan và gia đình Góc Nhìn Hoàng Duy Hùng ngày 10 tháng 2 năm 2021, và xin hẹn gặp quý vị trong chương trình sau.